chào các anh chị các bạn. Chúc các anh chị các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui, an lạc và các bạn cùng nhìn vào tại cái mặt anh chị nhé. À, thời điểm đang rất là rộ và rất là nhiều thì cơn bão Sơn đang hoành hành, thì cơn bão số 5 ấy đang vào miền Trung rất là căng thẳng. Vậy thì anh em chúng em ở đây cũng nín thở các bạn, thực sự là nín thở, rất là lo lắng vì bão vào thì nhà còn bay chứ chưa nói là cảnh táo này, cây táo quả táo này. Đấy thì với cái tốc độ thời điểm hiện tại thì trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày mùng 11 tháng 9 các anh chị ạ, 11 tháng 9 2021 đấy, bão đang ở miền Trung. Bà con miền Trung, bà con anh em làm táo tại Nghệ An thì lại một cái nỗi lo rồi đó. Thì anh em chúng em nói chung là làm táo thì bao giờ cũng thế thôi, hay là bất kể một cái gì về thiên nhiên đúng không, rất là lo thực sự luôn đấy. Đến ngày hôm qua hôm kia thì rất là lo, vào miền Trung thì bà con lại lo miền Trung đúng không nhỉ, đó thì ở đâu thì lo ở đấy thôi. Nhưng cái phải nói là nếu táo cơn bão nó vào thì thiệt hại cực kỳ lớn nhá các anh chị nhé. Những cây gì khác không nói nhưng mà với cây táo này thì sợ nhất gió các anh chị ạ, sợ nhất gió, gió lại còn bão nữa nhỉ, bão nhà thì còn bay mái chứ nói gì cây táo này. Đặc biệt đang có quả thì nó quật, nó tuốt như này thì sẽ rụng hết các bạn ạ. Đó thì mấy năm nay trở lại đây, khoảng hơn 10 năm nay thì ở khu vực chỗ miền Bắc chỗ như em này thì gần như là bão ít về. Tóm lại là bão ít về, thi thoảng có cơn dông, cơn gió nó to một chút thôi chứ không có bão nhỉ. Còn bão về thì rất là lo, rất là sợ. Và thực sự là cũng cầu mong là trong bão này, cơn bão số 5 này nó tan ra ngoài biển nhé. Chứ nó vào miền Trung thì vào đâu thì thiệt hại đấy các bạn ạ. Bão vào đâu thiệt hại đấy, không vào miền Bắc thì vào miền Trung đúng không nhỉ. Cái anh em miền Trung trồng táo như em Thọ, anh Sơn này, rồi thì em Đường tại Giai Xuân, rồi anh em Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đúng không nhỉ. Cái khu vực đó thì kiểu gì cũng sẽ gió rất là to, Quảng Bình đúng không nhỉ. Đó thì hy vọng là nó tan ra ngoài biển chứ còn không là rất nguy hiểm các anh chị ạ, gãy hết cành luôn đấy. Bão là nó quật này nó sẽ gãy hết, quả to quả nhỏ là rụng hết các bác các anh chị nhá. Đây quả nó ra như này, nó đang bắt đầu tốc độ lớn, đang rất là nhiều và đang lớn rất là mạnh các anh chị nhá. Bằng ngón tay nhìn thế thôi nhưng có quả bằng ngón tay cái rồi đấy, những cái khu đấy, bằng ngón tay cái hết được các anh chị nhé. Đây, những cái quả, những cái chùm quả này nó ra rất là nhiều và rất là to luôn. Tại những cái đầu quả, những cái hàng này thì thường thường là một số thì nói là bi, nhưng thực ra là cũng có quả to các bác nhé, không sợ bi đâu nhé. Bi thì chắc hẳn là không thể tránh khỏi rồi, nhưng mà sẽ vẫn có quả to đấy. Quả to đây đấy, nhìn thấy rõ luôn đấy. Còn cây kim đào mật cái hoa nó ra đây tanh mảnh luôn. Chị tưới nước hay là tưới phân đấy? Chị tưới nước à? Đó, xem quả nhỉ? Ui, của chị quả xanh to lắm rồi nhỉ? Cây hồi xanh to lắm nhỉ? Và đấy, ui, quả nhiều lắm. Đây, quả cái lớp đầu nó ra quả to nhỉ? Đấy, quả rất là to mẩy rồi. Đây, chị nhìn này. À, to hơn ngón tay cái này. Chỗ này giữa là sai quá chị ạ. Đấy, sai quá là sợ. Đây còn quả đây. Đây, đây hàng chùm luôn. Và chị khoanh sớm nhất đấy nhỉ. Đấy. Đấy, khoanh rất sớm. Chị tính ra chị khoanh chắc phải tầm đầu tháng 5 thôi nhỉ? Hay giữa tháng 5? Chị em nhớ khoảng tầm mùng 10 tháng 5 gì đấy nhỉ? Tầm khoảng đấy đây. Vâng, đấy ui, trồng này xài lắm chị ạ, quả to. Quả to mà toàn quả sai lứa, quả đầu được.
Lưa quả đầu đẹp lắm, quả to. Bằng ngón tay cái hết rồi các bác anh chị nhé. Đây còn cái này thì vườn này thì khoanh sau này thì quả nó sẽ muộn hơn này. Đấy, đây. Đây quả. Anh chị nhìn này, nó sai xúc sai xẻng luôn. Đấy thì tình hình cập nhật với các anh chị các bạn là táo đến thời điểm này nhé. Âm là đang khoảng mùng 5 tháng 8 các chị ạ. Còn dương là 11 tháng 9 2021. Không biết là táo ở miền Trung các bác thì đến thời điểm này gió má có quật đã gãy chưa không nhỉ? Có ảnh hưởng tí nào chưa? Chứ còn anh em chúng em thì lo, thực sự là lo. Đây, ở đây có một quả táo chiên rất là to. Đây, quả táo chiên này gần chín này các anh chị nhé. Đây, này to. Đấy, chiêm đây. Nói chung là những quả này thì thi thoảng để một hai quả thôi. Đấy, quả táo chiêm tức là táo nó ra trái vụ, nó ra sớm thì anh em chúng em gọi là chiêm. Quả này thì chưa chín đâu nhé, đây nó mới nở nở thôi. Bao giờ chín thì nó phải vàng lên và tạo độ đường rất là ok nhé. Đây em ơi, ở của chị có nhiều quả táo chiêm to ghê nhỉ. Đây bên này có đâu táo đào nhiều quả hơn à. Đây bên này đây, quả chiêm này các bác nhìn này. Ôi sao chỗ này của chị quả chiêm to thế, nhiều quả đấy, chị đấy nhiều quả thế. Đây, đây các bác nhìn này, nhìn thấy rõ không các bác? Đấy, quả gần chín rồi, quả này chín rồi chị ơi, rụng rồi. Nhưng mà ruồi vàng chị ghim ạ. Mùa này đây, đây quả chiêm tại sao lại như vậy? Vì quả chiêm này em lấy được các bác nhé, ruồi vàng nó đã châm này, thủng hết này. Đây quả này là quả chín rồi nhé, nhưng mà vì ruồi vàng, tức là tại sao chúng em không để chiêm thì nó nó một hai quả nhỉ, rồi vàng nó sẽ châm đúng nhỉ. Còn khi đồng loạt thì xử lý thì rất là ok. Đây còn quả này chị nhìn này, sai không? Đây nhé, bóc cái quả này rồi vàng đây, nhìn này các bác nhìn này. Đấy, đây rồi vàng nó đã châm thủng hết rồi này. Đấy, đây, đây rồi vàng đây các bác. Nhìn ở quả ngoài đẹp nhưng bên trong thì quả chiêm rồi vàng nó đã đây, còn dòi con sâu đây. Đấy. Đây con sâu của ruồi vàng đây. Đấy, nó đục đã thủng hết rồi nhé. Kể cả những quả này cũng thế này. Những quả này nếu mà không ấy là nó cũng bị xử lý. Nếu mình vào đúng vụ thì không có quả nào bị sâu cả. Nhưng mà khi mà chiêm ấy thì tức là quả trái vụ 1, 2, 3 quả thì kiểu gì ruồi vàng nó cũng đục đây, nó sẽ hỏng hết như này các bác. Đấy, đấy. Đây còn quả này thì những quả này thì cũng chẳng thế thôi, xài lắm. Nói chung là tầm này xài nhìn thế này thì cực. Đấy các bác có nhìn có thấy mênh mông bạt và bạt ngàn không ạ? Đấy, lo là lo mỗi cái gió thôi. Tóm lại là bây giờ cần đó là cần gì? Đó là cần, chỉ cần không có gió là ok các bác anh chị nhé. Cái quả thì nói chung là lớp quả nhà vườn nhà nào cũng thế thôi. À, ra sớm một chút tí thì quả đã to rồi. Đây vườn này của anh chị thì quả rất to và rất là đều. Đấy, đây các nhìn các chị nhìn thấy không? Lượng quả trên cây này. Đây. Đó, đây. Rất là đấy, nhìn thế này thôi. Nhưng mà sai lắm, sai gọi là xúc xẻng luôn. Đấy. Còn những cái vườn nhỏ nhỏ thì nó ra sau một chút thì cũng đã hoa, đã báo rất là nhiều và cực kỳ nhiều nhé. Đây là táo xuân các anh chị nhé. Còn táo Đài Loan thì em cũng sẽ cập nhật một cái clip trong hôm nay, ngày mai cũng nhỉ. Thì sẽ cập nhật một cái clip để các anh chị sẽ cùng biết được cái tình hình táo Đài Loan nhé. Em cỡ hoa, cỡ quả thế nào nhé. Sau khi khoanh xong từ tháng, tóm lại là từ những tháng trước đến giờ rồi thì cây đã hồi nhá, cây toàn bộ đã hồi hết rồi, lá xanh bông trắng rồi. Đấy, gọi là quả xanh kín cây. Đấy, vườn nào thế thôi, vườn nhà em cũng thế thôi. Đấy, đây. Đấy, quả to quả nhỏ nó ra rất là nhiều anh chị nhé. Nó cái thời điểm này thì nó sẽ có cái việc dụng sinh lý các anh chị nhé. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải phun cái bệnh của nó là bệnh thán thư mốc xương và phấn trắng đúng không nhỉ.
Giống như là anh em giáp tại Vân Hồ, Sơn La thì chụp ảnh lên đúng không nhỉ? Vườn táo rất là bị nhiều phân trắng. Phân trắng nếu không rụng thì nó sẽ bị sẹo quả không nhỉ? Quả nó sẽ bị tóp quả ở cái phần quả của nó không nhỉ? Thì vừa sáng nay em nhắn tin mà gửi thuốc cho em chưa không nhỉ? Thì vừa gửi cho em ngày hôm qua rồi nhé. Đấy, em giáp tại Vân Hồ, Sơn La. Còn các anh chị em cũng bảo trồng hàng trăm cây nhưng mà không được thu đúng không nhỉ? Và cũng nói chung là hàng ngày nào cũng nghe những cuộc điện thoại của anh chị em từ ở miền Bắc, miền Nam rất là nhiều. Thì các anh chị em cũng có thể tham khảo cách làm nhé. Vì cây táo này thì các anh chị em cũng hỏi có làm khó không, mà không khó nhỉ, rất là dễ, cứ làm vào thì sẽ nắm được cái đặc điểm của nó và rất là ok thôi. Quan trọng nhất là thiên nhiên ưu đãi, tóm lại là giống như kiểu là ít gió này. Thứ nhất là nếu mà ít gió thì làm sẽ dễ hơn rất nhiều. Nên là tại sao ở trong cái clip này em thấy lại nói về cái cơn bão số 5, cơn bão Côn Sơn đang hoành hành ở miền Trung này và đang hướng vào đất liền đấy. Thực sự là rất là lo, bởi vì là chỉ cần yêu thiên nhiên nó ưu đãi, ít gió, ít máy, gió bé, gió nhỏ nhẹ thôi. Cơn gió mà quạt to thì những cái cành này nó gió nó đập lên, nó gãy hết quả, nó rụng hết các anh chị ạ. Có những năm nhớ những năm 2003, 2004 nhỉ, thì đấy khi đấy thì trồng. Lúc đấy là cả một cái vườn táo bạt ngàn này của anh em chúng em. Lúc ấy quả đang to nhé, quả nó cũng tầm này hết rồi, chuẩn bị thu. Đấy, chuẩn bị thu nhé, mà một cơn bão to to nó về không nhỉ? Cả một vườn này ra vườn, cả một vườn này rụng gọi là xanh rì hết mặt đất luôn các anh chị ạ, nhìn xót ruột cực kỳ luôn. Không thể bán được bởi vì quả nó chưa chín mà. Đây là toàn bộ quả xanh nhé, bằng này cũng thế thôi. Nó chưa chín thì nó chưa ngọt và chưa giòn và không ăn được. Đấy, thành ra là rụng xuống đất hết một loạt. Đấy là chưa, đấy là cơn gió như gọi là cấp khoảng cấp 7. Còn nếu cấp 10 thì 11, 12 thì nó sẽ gãy, nó đập, nó gãy, nó kiểu nó gió bão thì nó sẽ không phải là gió theo một chiều này mà nó cứ xoáy đi xoáy lại, nó vặn đi vặn lại, cành nó nát hết, gãy hết các anh chị ạ. Đấy, vặn quả bao nhiêu thì trên cây nó rụng, nó tuốt hết, lá tuốt hết, rụng hết. Đấy, và sau cơn bão là coi như đi cắt luôn cả vườn luôn. Đấy, ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp nên là như vậy các anh chị ạ. Nên là trong clip này thì em cũng muốn chia sẻ và hy vọng rằng cơn bão nó sẽ tan ngoài biển các anh chị nhé, để các bà con anh chị em miền Trung không chỉ về trồng táo đâu, nông nghiệp đâu, mà tất cả bà con chúng ta đều ảnh hưởng về bão cả, đúng không nhỉ? Trong đó có bà con trồng táo đó, thì nếu mà bão vào là mất mùa, mất thu đấy. Thực sự là vào đến đâu là ảnh hưởng đến đó nhỉ. Nên là mấy ngày vừa rồi anh em chúng em cũng thót tim đấy, cứ xem dự báo thời tiết liên tục. Nói thật các bác là chống như này, buộc như này không ăn thua đâu, nó chỉ gọi là chống gió bình thường thôi. Đây, chúng em buộc thì rất là chắc, nhưng mà bão vào thì chống nào được đúng không ạ? Đấy, đây, buộc rất là kỹ. Đây, buộc hết kỹ như này, như này. Nhưng mà bão thì nó vào nó lật hết, quả bao nhiêu, hoa lá bao nhiêu nó rụng hết. Bởi vì như em chia sẻ, mái nhà nó còn bay cơ mà, đúng không ạ? Đấy, nên là tình hình cập nhật với các bác buổi sáng ngày hôm nay như vậy nhé. Thì chúc tất cả các anh chị em sức khỏe, tràn đầy niềm vui mùa bội thu, và đặc biệt là được thiên nhiên ưu đãi một chút nhé. Đấy, bão thì gió bão thì ít thôi cũng nhỉ, cơn bão số 5 rồi, từ nay đến cuối năm còn rất nhiều bão nữa các bác ấy. Rất là lo. Đấy, chỉ mong là cứ yên ổn khoảng tầm 10 năm trở lại đây như thế là anh em chúng em cũng thấy yên tâm cũng nhỉ, bão nó cũng ít về, thế là ok các bác các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi, các anh chị cập nhật cũng nhỉ, cập nhật những cái tình hình về quả táo, cây táo và cái thời vụ của cây táo giống các anh chị nhé. Xin chào, cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.